Trả lời gì? Từ từ tí rồi để test được ra đi. Thế là mình trúng là mình trao đó, ông cứ sang đây mà làm việc. Bên em thì tất cả các cái đồ chơi và máy phát ô tô, ví dụ như xe của anh thì mình có thể lắp thêm cái bộ âm ly để cho khách hát karaoke ở trên xe đấy ạ. Mình đi cái bộ âm ly đó thì giá của nó là 3,5 triệu ạ, có kèm cả 2 mic luôn ạ. Dạ, chắc chắn là được ạ. Nhưng mà cái này thì mình phải lắp tạ, lắp vào combo như vậy. Thank you.
lấy cục mới ạ. Mà lắp cho cái con 29 chỗ đó giá bao nhiêu? Cô đóng cái con phần chân xích kia. Nói nhả được cái giá của cô nào không? Ô, thì chỉ hỏi 100 lần chưa rồi, chúng mình tới. Ừ, mà, đúng không? Mà, thì cô phải mang trần. Cái quầm mang trần, mang trần. Thank you.
không vừa. Đây lắp cả cam đây nhỉ. Đây, khắp mọi nơi nhỉ. Em mới đi. Cái nước mà mình ngồi nhỉ? Được rồi, mất tiền.
lên cứng. Đúng là lâm. Này lấy ngay thì chúng ta tắt. Thank you.
pin rồi đi. Đây chị cầm đây đi. Đúng mà. Anh biết rồi. Đi đi thôi. Xe đâu? Cầm dây cầm đuôi ra đi nè. Đây rồi, mang cầm đi. Đây đây gọi ạ. Dây của xe qua tháo ra này. Chồng ơi. Vâng. Cầm chi ạ? Để cái đồ này xịt vô trong. Để xếp dọa cái dây đi. Cái dây thì vứt đi chứ để chi. Nghe cái quài thật quyết tên là nó vứt đi vứt đó. Thank you.
Tôi cái bà này vô phòng này. Bây giờ bọn này có nuộn này nhá. Số cụ thể thì con anh biết được tư vấn. Hay như số không nhé.
Nếu anh không nhớ để xe đời kia thì anh chụp cái đăng ký. Cái đăng ký xe. Ông lên chủ xe mà mẹ về đã biết nó sẽ đăng ký rồi mà tao phải chủ cho mày. Mày chẳng biết nó làm lâu chẳng. Xin lâu á. Anh biết. Để xe đi bác. Không thể trả lời ơi. Mày sẽ con đi làm chi đấy các bạn? Thank you.
anh Cường đúng không ạ? Vâng ạ, em ở bên chỗ lắp màn hình xe ô tô ấy ạ. Hôm qua ai em hôm qua em có trao đổi với anh á, mình không lưu chỗ của em lại ạ. À vâng ạ, không biết là mình dự định thời gian nào lên bên em để mình xem sản phẩm mà tư vấn sản phẩm gì đấy ạ? Tức là lúc nào mà mình ghé qua thì gọi cho em nhé.
em có ăn con cá chạy xanh nữa. Chị nói đi. Thank you.
cách mở này. Đi vô nước ở đây đâu rồi cả. Thank you.
tình nữa là mà đầu giờ chiều tao lại sẵn tìm thì sao không đi được y mười chiều. Kỹ liên hệ chị Hà Tùng Lâm. Tiền gia hạn thay sim 2 xe. Gia hạn 1 xe thay sim. Xử lý tín hiệu. Liên hệ đây. Nhờ có cái trang gạt mưa còn thao nữa nhờ. Quang ngày xưa chết rồi.
mò. Oh!
nhà mình giờ đang nằm chỗ nào ạ? Anh ơi. Ơi nó đi. Núi lòng nào. Nãy cầm chiều ngồi thì bán. Có
Em đi lấy chuột vậy. Nó mà nằm ở dưới đây chứ em có cầm đâu. Thank you.
Thank you.
Chị ơi. Nhau. Chờ nhau. Chờ nhau. Ờ thì lên làm tiếp đi. Đi sửa đời vay thịt. Vâng. Dạ. Các bạn hỏi đi là đẹp. Dạ. Vậy em ạ.
trước khi làm vỏ bởi em có niềm ra nó không kéo được. Rồi làm việc ba cái vấn đề không đang làm việc ở đây làm cùng ở đây với ba chuyện gia đình. Thank you.
Bây giờ nói thì cũng bây giờ tôi cần đưa hàng phải đến làm này hay sao rồi tôi đang lấy được rồi nhưng mà đúng rồi bây giờ tôi lấy tôi đưa hàng về tôi quay cũng nhá. Ngô bà này đi nhập.
đúng rồi, mình mua rồi. Thì bắt đầu có cái này lên đấy. À. Anh nghe thấy nó sắp 10 triệu rồi. À, anh nói này, anh nghe này. Người. Cái bọn đấy là người. Cái bọn.
dự thảo là các bọn ban hành cái luật này, chị ơi, chị, giờ
biết cái gì nữa. Ủa, cái hồi nãy á. Công ty bạn, công ty thích công ty thì lắp hàng 10 đúng không, nhưng mà chỉ thấy ở trên mạng là giảm khoảng 9 phần. Mình nói không nơi 10 mà 9 hay 10 đều được đúng không? 10 giá nhiêu? 10 chứ năng đang hối chỉ hối theo đến 100 lần chưa? 5 triệu 5 triệu thế á? Ừ. Mày biết đổi hả? Biết bằng lấy gì? Lấy gì? Lấy gì? Mỗi thì bình thường đã được rồi, đối với cái cao cua, cao cứ không cái mặt ra, nó có nhạt lắm, cái này chẳng biết. Không qua thế, vừa nói đi cao cung. Có lấy gì một lần có thể lắp bằng cái này trên. Giống mặt thế đại á. Hoặc là lắp đi cũng ngay chỗ cái đài á. Chứ mình làm bộ test rồi mà. Bộ chi? Bộ cắm nguồn á? Ờ. Cắm cả cam, cam nhà luôn rồi. Xếp mở lại. Tắt rồi. Điện 220 á. Tắt hết rồi. Ra lại cắt đi. À, chẩn láo nhỉ. Xếp dao cho mình để điện cho thái mèo mượn. Thái mèo. Chưa về nó cắt đèn thái mèo. Chưa mượn để công ty cắt đi. Cái này đùa đặt đi. Chỉ vì cái tờ cái bàn đang tao nói gì về cái dây điện thôi kìa, không cả tao cũng đi tu tao ngồi bên này chứ về điện ra là tao không dài con quấn búi mà không ngồi này ui anh lấy không không cũng ngồi lấy mấy cái bột cũ tắt vào thôi mấy cục mới ra vậy trước đây bị điện giật á. Nó giảm bằng nhưng mà sau nó chuyển đến đây
cái người đi là một cái vật tiền điện cho mình đi. Ờ, thầy cũng gắn chạm này này. Đàn chị nó còn lớn hơn quyền cái tay này. Chị thích cô mà, không ấy ra được tay của nhà nó. Không có béo đâu. Không có bỏ cái tay được nữa. Đây mới tanh 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 nhé. Không được thôi. Không được thì là chết luôn. Quyết con cho ra thành quyết. Lên. 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 Quá là một cái chuyện lên. 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 Cái quả lông nặng đây, quýt bòn một tầng. Lô Smarty sao ấy Vy? Đó. Lô Smarty đâu rồi? Và hai cái điều khiển nó để cái bàn loa kìa. Còn nó phải thấy không để lên cái chỗ lên, lấy cắt để gọn nữa để cắt lại chứ. Ở đây không có ai bị dịch thì nhất là khi mà phải đeo khẩu trang hoặc tiếp tục ngứa hết cả mặt rồi này, đẹp rồi nữa là đó. Thì không ai sẽ chú chân là từ đây này anh kéo vào cái đề này đây là cái gì đây 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 để mà để được cái đường đi bây giờ con cắt rất là dễ này. Cái quạt đi này chiếu không chỗ đó cho mấy ông này. Còn đi của tôi này, còn đó là miếng. Quá là gì đây này? Thẳng đi. Còn đi để lại cho nó miếng. Còn đi quay rồi miếng ở đây. Về đây nhỉ? Trời ơi, phải tóc lối. Châu làm cửa cho ta đi. Yeah.
nhà chị em thuê cái sản hàng thì bắn tìm nhầm đối tượng. Em đi
Look up.